Chào mừng quý vị đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, cuộc chiến của năm nhà đấu giá đầy kịch tính. Chưa có một cái phim đấu giá nào mà tôi đấu mà tôi chậm như vậy mà tôi thắng hết trơn trời. Đức ơi, con lời quá Đức ơi. Cuộc chiến của một con sói và một con kiều. Ghê thiệt luôn. Những giọng ca nội lực đầy cảm xúc. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Không cần biết em hát hay gì, nhưng mà phần trình diễn của em khiến cho tất cả khán giả ở đây đều thích thú. Thật nhiều, quên thật nhiều. Đây là lịch sử trong Sàn Chiến Giọng Hát. Chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đuối. Anh Đức sẽ tặng cho em một bài hát. Mây mùa thu lấp trăng khuya, cho lòng tôi giá băng. Và tiếc cho mối tình ta. Mình bị chinh phục hoàn toàn bởi với cái tiếng hát này. Sàn Chiến Giọng Hát tập 12 phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm ngày 20 tháng 6 trên kênh VTV3.